Trận đấu hôm nay là chúng tôi đã thi đấu rất là tốt và giành được 3 điểm trên sân nhà. Và chúng tôi đã bị để thua một bàn thua, tuy nhiên chúng tôi không từ bỏ và tiếp tục chiến đấu. Và trận thắng này là xứng đáng cho đội Công an Hà Nội. Hậu đã tập đá penalty cùng với toàn đội và anh ta sút rất là tốt. Tuy nhiên các bạn biết bóng đá thì đôi lúc nó sẽ có những cái tình huống mà không như mình mong muốn. Cũng giống như Roberto Baggio ở World Cup, anh ta cũng đã đá hỏng penalty. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn bình thường. Rất là khó để nói trước về các cái tình huống có thể xảy ra sau một cái tình huống, cũng giống như cái tình huống mà chúng tôi đã để lỡ quả penalty thì cũng rất là khó có thể nói là kết quả trận đấu sẽ đi về đâu. Tuy nhiên là cái điều quan trọng nhất mà tôi cảm thấy hài lòng đấy là cầu thủ và toàn đội đã chơi rất là tập trung và kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu tốt, và chúng tôi không bao giờ từ bỏ bất kỳ một cái khó khăn nào cả, và chúng tôi luôn luôn hướng về phía trước chiến đấu và thi đấu nỗ lực từng trận một. Thank you.